Hello, xin chào đại gia đình. Cảm ơn đại gia đình đã ghé video của Quý Bảo. Cảm ơn thật nhiều ha. Giờ hôm qua thì máy móc rồi thì cũng được chú bác ủng hộ ha. Giờ thấy vậy thì hôm nay mới về cũng có chùi, có cái chưa chùi. Rồi lên trước đi thì để cho chú bác coi ha. Chốt hàng rồi giới thiệu rồi cho em mấy nhỏ chùi ha. Rồi hôm nay có gì đó, hôm qua bán được sợi dây đó, hôm nay còn sợi ha. Đặc biệt em này có thêm một cái đầu nữa nha anh em, có thêm cái đầu rời riêng ha. Đó ít hai cái băm mê, ít đồ nghề đó, combo kìm ha. Đặc biệt có một cái kéo anh em đó. Kéo đó là kéo mình là thợ may, mình chưa thấy kéo này đó, mình chưa thấy. Rồi cưa gỗ Mỹ rồi ha, đội rồi gì nữa, kìm hàng nhanh, anh kia đặt cái rồi đem lên cái nữa cho anh em coi đó. Mấy hàng mũi hàng nha anh em, mũi hàng đó, hàng thứ hai ha. Rồi giờ hàng thứ ba có gì, bánh trái hai cái khoan anh em ha, full chức năng ha, đảo chiều rồi điều tốc rồi đầy đủ ha. Hai em đặc biệt một cái màu vàng, một cái cưa gỗ ha, mini nhỏ nhuyễn đẹp anh em, khỏi coi giá đi chốt luôn. Rồi một cái cầm tay rung như anh em, cắt rung ha, cắt gốc rung đó. Ba em cưa lọng, hai em cưa lọng, một em cưa lưỡi cưa gỗ ha. Đó dãy thứ ba khá phong phú anh em ha. Được cái cưa này hay nè anh em, đó cái cưa này là hay á. Đó cưa này đẹp anh em. Đó là hàng cuối cùng mình có gì, hôm nay cũng làm ít thôi nha. Đặc biệt có một cái đội kìa anh em, có gì anh em, cũng có đe kìa, đe cho mấy anh làm giày dép thì anh em Nhật nha. Đó Nhật à. Rồi bên đây là gì, súng không vậy, súng không vậy, không có đâu. Máy khoan đó Maytan nè, Hitachi nè, Nhật nè, Mỹ nè ha, Mỹ Nhật không nha, vậy đó, Mỹ Nhật không à. Rồi bên đây có một cái lò hâm rồi gì nè anh em. Đó và đặc biệt màu xanh là đại ca của thằng Maytan 6. Maytan thổi 600W nha anh em, thằng này tới gần 1000W nha anh em. Đó cũng khá phong phú ha. Đặc biệt đây có một cái kéo nè anh em. Đó cái kéo này mình chốt đi anh em ơi, kéo này rất là hay ha. Dây này anh em, dây này là của Nhật nha, nguyên cái đầu của Nhật luôn nha anh em. Đó rồi súng bắn keo đó. Đặc biệt có hai cái khoang kia là full chức năng nha anh em. Đó gia đình xài ok, chú bác nào xài ok ha. Điều tốc rồi đảo chiều rồi khoang đó, phải full chức năng anh em, chú bác mới thích. Mình cũng vậy, mình đó mình mua cũng vậy. Đúng không? Phải có điều tốc, đảo chiều mình mới thích. Mình là người đi mua mà. Mình ở đó là cũng là đã từng đi coi anh em, đã từng chốt hàng mà không được tức. Thôi vậy nha mọi người, nói chơi thôi, giờ quay vô mình bắt đầu tập trung vô một chuyên môn nha anh em. Rồi bắt đầu mình tập trung vô chuyên môn nha mọi người. Mã thứ nhất của mình, mã thứ nhất của ngày 21 tháng 3 nha mọi người. Đó, mã số 1 của mình là gì, là một cái hàng, cái mỏ hàng nha anh em, mỏ hàng nội địa Nhật anh em ha. Điều em này thì không có tem, nhưng mà được cái là cái đầu này là cái dạng là phải trên 100W anh em đó, mà cái 50W Việt Nam là hết nhiêu tiền rồi đúng không. Đó cái này mình đã test thử nghiêm chỉnh nha anh em. Đó giờ cái này thì mình mong muốn bán được cái giá 250k anh em, thằng này chắc phải trên 100W anh em, nhìn đi còn rất là đẹp nhưng mà lại không thấy cái thông số của nó, mới đọc vậy
Rồi đây nè, không em nó còn mới đầu ha, này cũng đã có xài sơ xài rồi nha anh em đó, nhưng mà nhìn dưới đây là biết là cũng còn mới anh em ha. Đây nó có hàng chữ gì nè, để mình đọc hàng chữ, có hàng chữ như nè. Haco ha, Haco đó, cái tên này là cũng là nghe nghe quen thuộc, mỗi hàng là nghe cái tên này quen thuộc đó anh em. Rồi xong số 1 mình mong muốn bán được cái giá 250k nha mọi người, một cái mỏ hàng nội địa đã qua sử dụng ha anh em ha. Rồi và đặc biệt cho nha mọi người, lần này là quý bảo là với những sản phẩm nào mà trên 500 ngàn là quý bảo mong muốn được lấy 20% tiền cọc nha anh em. Và đặc biệt mình không không nhận qua mua qua 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 thẻ cào nha anh em, thẻ cào sao xài sao cho hết ha. Một là chuyển khoản, hai là thế giới di động anh em ơi, chuyển khoản cho mình 20%, những cái món hàng nào trên 500 ngàn, còn dưới thì số tiền nhỏ thì anh em muốn ship code hay chuyển khoản tùy anh em ha. Đặc biệt là những sản phẩm mình bán ra không bao ship nha anh em đó. Một lên được, số 2 của mình là quân đội bị thiếu đồ ha. Đó, đội đây đúng ra nó có một cái cần quay nè anh em. Thấy không? Nhưng do thiếu đồ. Đó. Này để lấy về anh em nào đi ở ngoài rồi chế cháo rồi ha. Đó. Hoạt động vẫn hoàn hảo nhưng mà thiếu cái cần gạt. Đó, có cần gạt 5 xị, còn không có cần gạt bán 200. Đó. Anh em thấy sao? Đó, về chế cháo gì đó, nâng đỡ gì đó ha. Coi đi em này thì cái bề cao nó là 12 phân nha anh em đó. Rồi hành trình của nó nãy giờ là lên thấy được là 7 phân rồi đó, giờ chắc có thể được lên nữa, coi lên nhiêu ha. Rồi hành trình này của nó là lên được là 10 phân anh em ha, gần 10 phân đó, cho một con đội ha. Thiếu đồ nha anh em, này đủ đồ 500 rồi, còn thiếu đồ bán 200 ngàn nha anh em. Đó, về anh em nào muốn chế cháo, muốn đồ liếc gì đó làm ha. Rồi mà, số 2 mình có giá 200k. Xong, số 3 mình có gì? Số 3 mình có một cái combo cũ, một cái cưa gỗ của Mỹ ha. Đó, nó bị tàn phai theo năm tháng mọi người, nhưng đặc biệt vàng lưỡi nó không mẻ nha anh em. Thấy không mẻ đây đó, này là của Mỹ nha anh em, Sydney là của Mỹ nha anh em đó. Hàng này là quá quen thuộc rồi, nhưng cái này đúng ra là phải trà bóng lên rất đẹp, nhưng mà anh em thì chắc ẩu rồi, nhưng sẵn lên luôn rồi. Cây này giờ đặc biệt có một cái lưỡi đi theo nữa nha anh em, lượt lưỡi mới không này, kiếm cái cây chọt vô là có thể là một cái lưỡi cưa dài nữa anh em ha. Rồi combo này, có cái này cũ quá, bây giờ bớt xuống còn 220 nha mọi người, còn 220 ha. Lấy viết ghi vô rồi, cái đó là cái mã số 3 của mình là còn 220 nha anh em, bớt 30 thấy hơi không được đẹp lắm. Rồi tiếp theo mình có một cái gì đây, cháu hôm nay làm cái này cũng thấy sáng nè, được có lý. Đây một cái kìm hàng nhanh nha anh em, đó này của thợ hàng nhanh nè, anh em nào làm bên tôn thì cũng xài được luôn nha anh em, kẹp tôn kẹp đồ ha. Con này nặng á, này nó nặng nhiêu, nó nặng gần ký nha anh em, nó nặng gần ký, cái hàm của nó được nhiêu, cái hàm nó là 7 không, cái hàm của nó được 6 phân nha anh em, trừ ốc ác ra còn được 6 phân ha, 6 phân. Rồi có bề dày em nó nhiêu, bề dày em nó được 25 phân mọi người ha. Rồi xong em này thì cái loại mà đúc á thì có chữ anh em, còn cái loại bề dập này là toàn bộ là không cây nào có chữ hết nha anh em. Rồi xong một cái kìm hàng nhanh, mình mong muốn bán được cái giá 320 ngàn nha anh em, cây này còn mới á, sáng sủa nè ha. Rồi xong lên được số 4, số 5 mình có gì? Số 5 mình có hai cái bông mê ha. Một cái là
một cái là đo từ 0.25 cho tới 50 nha anh em. Đó, cái đầu một cái 0.25 tới 50. Em này có dấu chữ nhật nè anh em, thấy không? Em này có dấu chữ nhật. Rồi. Và một em đó là từ em thứ hai là từ từ 0 tới 0 0 từ 0 mili cho tới 25 mili nha mọi người ha. Hai cái. Rồi cái nhất coi nó sao. Coi nó hoạt động sao. Em này thì hoạt động là thấy có vẻ là không hoàn hảo rồi. Không hoàn hảo rồi. Thôi thì coi như cái số 3, số 5 chưa có đi mọi người. Quả số 5 đi bi. Này là bị mất ốc rồi, để vô chi. Rồi số 5. Số 6 của mình có gì? Số 6 của mình có cái bấm game. Mẹ lấy ba hộp bấm game mẹ ơi. Lấy có một cái bấm game màu đen nha anh em. Màu đen, thường thường là bán màu nâu, phải không? Cũng mát, nhưng riêng này nó không phải của mát nha mọi người. Này là Tachi Yama nha mọi người. Đây, thương hiệu Kachikama ha. Anh em thấy không em? Game là bi ơi. Đó. Thằng này thì xài game 23.8 nha mọi người. Đó. Chưa thấy một cái con màu đen nào lần nào trên nha mọi người. Con này là hình như là mới xuất hiện lần đầu luôn. Thường thường là màu nâu là rất là nhiều ha. Mình bán ngày nào mình 1-2 clip là có, mình có lên. Nhưng riêng màu đen là chưa có nha mọi người. Đặc biệt là cây này á 320.000 mình mong muốn bán, và đặc biệt kèm thêm 3 hộp ghim nha anh em. 3 hộp ghim cho cái mã này anh em. Đó. 3 hộp ghim là thấy 60.000, 70.000 rồi, không? Cái này còn 200 mấy là cũng hợp lý anh em ha. Đặc biệt không đụng hàng nha anh em. Không đụng hàng. Ngoại hình em nó là còn 85%, 15% bụi bãi ha anh em ha. Còn mới. Mở ghim đây nè anh em. Đây ghé xuống mở ghim ra ha, đẩy vô. Rồi. Cái này thì bạn anh em muốn coi cái test mình coi một coi cái clip trước nha anh em. 1-2 clip trước mình có test ha. Giờ bấm nhiều, giờ còn nhiều số lắm cho qua lại nha anh em. Đây. Số 6 của mình có cái giá là 320k. Xong. Số 7. Số 7 của mình là có combo 4 cây kìm. 4 cái kìm mình mong muốn bán được với giá 420k nha mọi người. Cho 4 cái kìm. Đó. Một cái nhất là một cây kìm Honda ha. Một cây kìm Honda của mình top ha. Kiểu dáng lạ. Kìm Honda thì thấy nhiều, phải không? Cứ xe thùng về là có một cái. Đó. Xe thùng về là có một cái, nhưng mà riêng thằng này thì cái mỏ vậy là ít khi nào gặp anh em. Xài rất là ok. Mình cũng đã thử lấy mình xài làm đồ thấy rất là thích. Nó có độ cong anh em, thấy không? Đó. Đây là một cái kìm cuốn tốp nha anh em. Thấy không? Tốp. Rồi cái thứ hai. Cái thứ hai là 200 ml nha mọi người. Một cái mỗi đó 200 ml mọi người, thấy không? Rồi. Em này thì còn phải là 85% mọi người, thấy không? Moto Toyota Moto ha, da băng nè mọi người ha. Em này thì có cái màu ngà nha, màu ngà, răng hàm mặt em nó còn rất ok nha anh em. Đó. Rồi cây thứ hai, cây thứ ba là cây đào. Cây thứ ba là gì? Một cây kìm kìm nguội ha, đặc biệt kìm nguội có răng hàm mặt em nè, còn cỡ 70% ha. Đây kìm nguội xây lớn nha anh em, xây lớn đó. Đặc biệt em này có bấm cốt, có ba cái bấm cốt sao nè anh em. Đó, ba cái bấm cốt. Em này của thằng Fuja nha mọi người, Martin Japan. Này là của thằng Fuja, Martin Japan ha. Cái này xây đại, cái này xây dài 20 anh em, có thử 21 phân luôn nha mọi người. Rồi cây thứ ba, cây thứ tư. Cây thứ tư là một cái kìm mẫu quạ ha, một cái kìm của mẫu quạ BMW ha. Đây chữ BMW đây nè, thấy không? Đó,
của thằng Đức nha mọi người. Đặt mai này nha mọi người, của Đức nha. Cây này cũng 20 ml ha. Trăng hàm mặt nó còn đẹp anh em ha. Đó, rồi có bô 4 cây này. 4 cây kiềm này nó mong muốn bán được cái giá 420k nha mọi người. Cây 100.000 nha anh em. Rồi. Lấy lên trước con, cầm lên trước. Rồi. Số 8 của mình có gì? Số 8 của mình có ly cà phê Bu Mê. Một ly cà phê Bu Mê. Số 8 mình có một cái kéo. Một cây kéo đáng được mua. Đáng mua anh em. Đáng mua cái kéo này anh em. Anh em nhìn đi. Cái kéo này chắc mình cũng khỏi phải quảng cáo anh em ha. Anh em nhìn đi. Mình thấy lạ đó, còn anh em thì thấy sao? Mình thợ may mà mình thấy lạ đó. Bề dài cây này 30 phân nha anh em. 30 phân cho cây kéo này ha. Giờ trước mắt thì bén là không có bén. Đương nhiên là kéo này không có bén nha anh em. Nhưng mà anh em coi lưỡi đi. Không mẻ không dĩa nha anh em. Thấy không? Cái này đương nhiên là về phải mài rồi. Đó. Đặc biệt em này. Tứ sượng anh em, tứ sư tượng mà không cần tứ sư tượng nữa. Cái con này mà nhìn anh em nhìn cái tay cầm đi anh em. Cái này là anh em nào mà chủ tiệm lớn là để cây này lên ha. Ha. Chà đánh bóng lên để cái này lên là đúng bài luôn nha anh em. Đó. Thợ may mà cầm cái này là chắc cú luôn nè, vừa tầm anh em. Đó. Đó. Giọng nè, giọng đồ nè cầm nè. Rất là ok hết anh em ha. Cây này cho có tán đồng nha anh em. Có khoen đồng. Ha. Đây cũng vậy nè. Đó. Cái này đúng là đẹp luôn á chú bác ơi. Bởi vậy mình cũng hơi cao. Khó mà có được cái thứ hai anh em. 480.000. Không có cây thứ hai đâu anh em. Cũ kỹ mà mình đem về là mình thợ may anh em biết rồi. Yên tâm. Đem về xài anh em. Cây này không đụng hàng. Rồi, số 8 mình có giá 480k. Số 9 mình có gì? Số 9 của mình có một cái máy bắn vít của anh em làm bên điện tử nè anh em. Đó. Một máy bắn vít cho anh em làm bên điện tử ha. Đây. Coi thương hiệu là National nha anh em. Chuẩn Nhật nha anh em, National ha. Rồi. Coi thông số của em nó đi. Em nó có cái mã là 26187NCCCH nha mọi người. Đó, 100V 53W ha. Rồi, xong, ghim điện cắt thử. Em này có một màu, đây có điều tóc cho anh em. Đó, có điều tóc, không? Đó, dặn ra dặn vô có điều tóc nha anh em. Rồi. Cây này thì vít này thì cứ là cây này cứ bóp coi như là bóp bên nào là chạy bên đó nha anh em. Bóp bên trái là chạy bên trái, bóp bên phải là chạy bên phải, không? Mà giờ mà khi bóp là phải nhấn xuống là nó mới chạy nha anh em. Đó, vít, không? Đầu vít này là đầu vít 6 ly nè anh em. Thông dụng ha. Rồi nhấn xuống mới chạy nha anh em. Đó. Rồi đảo chiều nè, nhấn xuống. Thấy không? Đảo chiều nè, nhấn xuống. Đó. Nhẹ nhàng anh em, không? Đó. Đó, ở đây có điều tóc nha anh em. Thấy không? Đó. Rồi xong. Anh em nhìn tham quan cái ngoại hình anh em. Có thích hợp cho có dây đai ha, có dây để treo anh em ha. Còn dây nó giống như điện thoại vậy đó ha. Dây zin luôn, giống như dây điện thoại vậy đó. Rồi. Cây số 9 mình mong muốn bán được cái giá 300.000 nha anh em. 300.000 cho cây này ha. Rồi xong. Tiếp theo cây số 10 mình có gì? Tiếp theo số 10 của mình là một cây cây súng bắn keo nha anh em. Keo này theo mình á là loại keo lớn nha anh em. Loại keo lớn. Đó. Đây có nguyên một bàn cờ tướng nha anh em. Đó. Rồi.
Cây này chắc không có tên tuổi gì sao mà không thấy tên gì trơn ta. Rồi, coi như là cái cây này mình không thấy tên tuổi nha nè. Đó, cây này nó đã xài xương xài lướt hết anh em ha. Này nó còn cỡ 70%, 30% bụi bãi. Đó, cây này mình mong muốn bán được cái giá 250k. Và đặc biệt cây này mình cũng đã test rồi nha anh em. Rồi keo chảy ngọt ngào luôn, lẹ ha. Đẹp, cũng còn đẹp anh em, thấy không? Cũng còn lá đẹp lắm. Màu đen quyền. Rồi xong, số 10 mình mong muốn bán được cái giá 250k nha anh em. Số 1 của mình có gì? Đặt tới đặt lui. Bây giờ quý đặt luôn, tự động quý bảo chốt luôn. Đó. Nói chung cũng thông cảm cho mọi người. Nhiều khi đi làm rồi không nhận hàng được. Cũng đôi khi cũng thông cảm, nhưng mà nhiều cái gì có nhiều anh em cũng hơi quá đáng nha anh em. Làm vậy hơi quá đáng. Anh em đặt rồi đem để đó chứ đem về cho mình hơi buồn anh em. Đó, có gì nói. Đó. Tắt đi. Rồi em này sao? Em này có bao nhiêu? Em này thông số thật sao? Để cái đọc lại mọi người. Đây. Nó là 100V. Nó là 550W nha anh em. Cái mã của nó là EH642 nha anh em. Đó, 550W. Rồi, sao cũng được thấy rõ quá. Rồi xong. Em này có hai tốc độ nha anh em. Nóng nè. Đó. Để nóng anh em. 3 tấc là thấy nóng nè. 3 tấc nè. Thấy nóng nè ha. Đó. Rồi đầu chuyển con mát nè anh em. Đó. Này về mua cho bà xã về lấy miếng dầu rồi chùi lên tặng bà xã cũng vui vậy hả. Đó. Hoặc là thú cưng nè, anh em nào nuôi thú cưng đâu nè. Đó. Rồi xong, tắt máy. Rút dây điện. Xong. Rồi cái số 11 mình mong muốn bán được 300 ngàn nha anh em. Rồi đây số 12 hàng hot. Hôm qua được sợi anh em chốt quá trời. Hôm nay tiếp tục sợi nữa ha. Rồi. Hôm qua thì là 13 thước, gần 14 thước. 13 thước. Thì sợi này đó là 7 thước nha anh em. Sợi này chỉ có 7 thước thôi. Và đi theo nó cũng có một cái đầu ha. Hôm qua kia cũng có cái đầu. À, rồi hôm nay thì cái này ngắn hơn. Ngắn hơn thì giờ mình để vô thêm một cái đầu cặp danh của Nhật luôn nha anh em. Đó. Thì cái đầu cho anh em nữa nè, thấy không? Đó, đầu cặp nhanh. Đó, rồi combo này mình mong muốn bán được với giá 450k nha mọi người. 450k cho cộng dây hơi nha, 7 thước nha anh em. Dây này sẽ dây silicon nè mọi người. Bóp cỡ nào bóp nào buông ra là vẫn quay lại cái vị thế ban đầu nha anh em. Xài biết nào hư. Coi như cái cộng 4 thước của cái thằng của Việt Nam mình á là gần 100 ngàn rồi, thấy không? Làm sao được có được cái đầu như vậy. Đây, đầu của Nhật nha anh em. Hàng ở đĩa đó. Rồi xong. Combo này mình cũng vẫn mong muốn bán được cái giá 450k nha anh ơi. Thì thay cái con kia dài, không có đầu, con này 7 mét mà có đầu nha anh em. Được rồi anh em ơi. Xong. Tiếp theo mình có gì? Đó. Đây anh em ơi, thứ này đây nè, thứ này là thứ anh em thích phải không? Đây, một cái cưa lọng lưỡi gỗ bự á. Thằng này hiệu gì đây? Thằng này hiệu Jim Sam nè mọi người, thấy không? Mã của nó là GS-50 nha anh em. GS-50. Em này cho mình nhìn xa là mình di chân nghe nhìn biết hàng xuất rồi. Đó, biết có hàng xuất rồi. Nghe cái tên là hiểu rồi. Đúng vậy luôn. Made in China nha mọi người. Đó, China xuất Nhật nha anh em. 100V, 350W ha. Đó. 3.5A tương đương với 350W đó mọi người ha. Dòng tua của đó là 3000m nha anh em. Đó, cây này mình mong muốn bán được với giá 450k nha anh em. Cưa lỏng thì nhiều chứ còn cái cưa gỗ này cũng thấy hơi hiếm nha anh em. Đó. Mặt trước em nó đi.
ha. Rồi ở đây thì nó làm như đây nó có cứng cá xíu nè anh em, không ở đây làm như có cái cứng cá xíu nè anh em, hay không nè đó, anh em về chỉnh sơ xíu là xong, hàng vải mà cái này cứng cá thì chỗ khác nó đẹp thôi, chỗ mũ đẹp là được ha, chỗ mũ nó còn 80% nè anh em. Rồi anh em nhìn xem đi đó, bây giờ ghim điện cách máy thử coi nha anh em, coi nha anh em, cái này về mua cũng quý vậy ha. Rồi test máy thử, rồi 3.000 vòng anh em, 3.000 vòng của anh vòng trong phút nha anh em. Lưỡi có hơi cũ nhưng mà không bị mẻ nha anh em ha, còn ngoại hình em nói là còn 80% nha mọi người, về chút xà bông ha, tí nước tí xà bông là đẹp trai luôn. Đây các lại rồi, cây rít xanh này, cứ gỗ này mình mong muốn bán được cái giá 450k nha anh em, số 13 450k. Rồi tán hàng số 14 mình có gì, số 14 mình cũng em rít sam à, em này rít sam nhưng mà em này cưa với anh em, cưa lỏng nha anh em đó, cưa lỏng có đá lưỡi nha anh em, hai mức tốc độ đá lưỡi đó. Rồi có gì nữa, em này có gì nữa, có điều tóc nha anh em, có điều tóc à, có điều tóc, vậy là đủ rồi, ba món đó là đủ chú bác hết rồi, cứ hễ có điều tóc là chú bác thích thôi. Mình cũng vậy, mình mua mình khoái cái điều tóc, bởi vậy giờ mình ra lựa phải có điều tóc, mình biết được cái tâm tư tình cảm của mọi người muốn cái gì ha, bởi vì mình cũng là người từng đi mua vậy thôi. Rồi tiếp theo bây giờ mình em này coi cũng giống như anh kia nha mọi người đó, em này thì 100V, cái mã của nó là ZS-500 nha anh em đó, nó là 500W nha anh em, 500W đó, em này có điều tóc nè, đá lưỡi nha anh em. Rồi cái lưỡi này là cái lưỡi thông dụng nha mọi người, cái lưỡi thông dụng ha đó. Rồi xong cái này không có lưỡi nha anh em, cái này không có lưỡi ha, nhưng mà cái lưỡi này thì là thường là lưỡi thông dụng nè ha. Rồi giờ ghi máy test thử. Rồi cái này là tốc độ chậm nha anh em, cái này tốc độ chậm lên nữa nè, rồi tốc độ tối đa luôn nha anh em, số 5 luôn nha, nó có 5 cấp á, cái đá lưỡi nha nè, rồi đây còn cái trắng rồi nữa nha anh em, đây còn cái trắng nữa nè ha. Rồi xong, cây này ngoại hình cũng còn 80%, 20% bụi bãi. Cây này mình mong muốn bán được cái giá 450k nha anh em, cho một cái cưa lộng. Rồi xong tan hàng. Dạ, cây 15 của mình cũng là cây cưa lộng. Không? Cây này thì mình mong muốn bán được cái giá là 380.000 nha anh em, số 15. Đó, dây zin ha. Con này thì có điều tốc, không? Cứ cưa mà có điều tóc là thế nào là nó cũng đi được như vậy đó, thích có điều tóc, mình cũng thích có điều tóc. Rồi em này là thông số kỹ thuật có coi sao, nó 100V ha, cái mã là IZ50, cái mã là IZ50 nha mọi người đó, 280W, em này thấp hơn em kia, nhuyễn nhỏ nhuyễn hơn em kia, ngoại hình em nói còn 90%, còn mới luôn em ha, 20% bụi bãi. Em này có điều tóc nha mọi người, à điều tóc ngay cò. Rồi xong em này thì không có đá lưỡi nha mọi người đó, ghim điện test thử.
À, tốc độ chậm nha mọi người, giờ lên tốc độ lẹ nha. Cái này mini, mini nhỏ nhẽn anh em, chế cháo nhà chơi vui cho anh em đó. Rồi em cứ lộng, em cứ lộng số 15 này màu xám lông chuột này, mình mong muốn bán được cái giá 380k nha mọi người. 380k cho một em cưa lộng lông chuột nha mọi người. Rồi xong, tán hàng. 16 là gì? 16 của mình có một em cưa gốc, mài gốc nha anh em. Một em mài gốc, em này còn chén nha anh em, còn chén còn tán đầy đủ nha. Còn chén còn tán đầy đủ. Em này em mài gốc. Hiểu của em nói là Mentec Kobo nha mọi người. Mã của nó là MDG 100k ha. Rồi vẫn là 100V, 550W nha anh em, 550W. Em này thì 9.000 vòng trên 1 phút ha. Đá xài đá 10 nha mọi người. Đó. Rồi xong, mình test thử em này cho mọi người coi ha. Em này ngoại hình của em nó còn 80% nha anh em. Cao su còn đẹp ha, tem tiết còn đầy đủ ha, tem tiết còn đầy đủ đó, màu xám ha đó. Rồi giờ test thử em nó coi nó sao ha mọi người ha. Em này người, em này mình mong muốn bán với 350k nha mọi người đó. Cái này còn chén, còn chén với còn ốc còn đầy đủ nha anh em. Rồi test thử cái này coi nó sao. Em này công tắc thành làm dưới nha mọi người. Em này có thắng nha mọi người. Đúng là 550W thêm anh em ha. 550W. Mạnh mẽ, có thắng luôn ha. Rồi cây này mình mong muốn bán được với giá 350k nha anh em. Tem tiết còn đầy đủ, ngoại hình em nó còn 80%, 20% bữa bãi. Rồi xong, đang hàng. Tiếp theo, một em hot mọi người, hot nha. Đó. Đây. Earthman, thương hiệu Earthman, một thương hiệu nổi tiếng sau này của Nhật Bản. Đó. Một thương hiệu emote của thằng Hitachi, Makita, Earthman. Giờ mình cũng thấu hiểu được Earthman là cái gì. À, vậy đi. Rồi, cái mã của nó là MSS 100SC nha mọi người, 100V. Em này có tốc, em này có là 200W cho anh em. Đó, em này 200W. Em này có tốc độ là 17.000 vòng trên phút, ghê dữ vậy. Làm gì dữ vậy? 17.000 vòng. Em nói có ngoại thất toàn bằng cao su nha mọi người. Đây có chày xước chút xíu ha. Chày xước xíu. Em này là cái gì nè, sủi nè anh em. Đó. Đây có điều tốc nha anh em, vẫn có điều tốc nha anh em. Cứ hễ có điều tốc là anh em thích thôi. Vậy mình biết được tâm lý đó. Giờ mình sẽ tìm điều tốc. Sẽ có điều tốc dài ha anh em ha. Yên tâm. Cái gì mình tìm là sẽ có thôi. Rồi đây, giờ bật máy test thử thôi, test thử cái chức năng nó coi sao. Cổ này thì anh em nghe nhiều anh em review rồi biết rồi phải không, nhưng mà cũng không mua được đúng không. Đó, mình cũng vậy, mình đã từng chốt hoài không được mọi người ơi. Cây này giờ mình mới cầm được nó đây, thì coi sao, bật máy lên thôi chứ sao. Đó mọi người, nó lắc sủn đó mọi người. Đó, đây tốc độ thứ ba nè, giờ dặn nhỏ là đi. Tốc độ thấp nhất nha anh em. Lên nha anh em. Mình mới tốc độ số 4 mà mình rung tay rồi mọi người. Mạnh quá. Mạnh quá mọi người ha. Rồi. Cây số 17 này mình mong muốn bán được cái giá 450k nha mọi người.
tất cả những phẩm sản phẩm bằng điện này đều là điện 100V nha anh em, nha anh em. Đừng có ấm cho 220 vô là mệt mỏi nha anh em. Rồi xong, cái này là hết nè. Rồi cái này sẽ đi sớm với con. Cây này mình mong muốn bán được cái giá 450k nha mọi người. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là mình cũng hết men đó, cũng là hết men đó, nhưng vẫn có điều tóc, vẫn có đảo chiều ha, điều tóc đảo chiều trên cò, hai chức năng, full chức năng ha. Em này đầu autolock 13 ly ha, đầu autolock 13 ly. Em này có thông số Edman EDV 100 nha mọi người. 100V, 400W ha. Em này từ 0 cho tới 28.000 phút, đương nhiên là có điều tốc nha mọi người. Rồi, con ngoài hình em nó đi mọi người. Đó. Hôm nay là chơi toàn điều tốc không nha anh em. Cái nào cũng có điều tốc hết trơn á. Biết ý anh em rồi. Ha, cái này màu xanh. Ha. Rồi giờ mình ghim điện cách máy thử cho anh em coi nha anh em. Cái hệ có điều tóc là mình cũng thích à, mình thích có điều tóc. Bởi vậy chuyến này mình đi tìm điều tóc ha. Rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn nha. Rồi để ghim điện cách thử nha anh em. Rồi ở đây là chức năng búa nè mọi người, em như cúp vậy mọi người ơi hả, đảo chiều ha. Rồi bật qua chế độ khoan nha anh em, bật qua chế độ khoan. Rồi rồi tăng tốc nha mọi người, tăng tốc là qua bên đây nha mọi người đó, tăng tốc này tốc độ cao nhất rồi mọi người. Giờ hạ xuống coi, đây có điều tốc là anh em thích à đó. Rồi tăng lên chút xíu rồi để nè nè. Rồi cây khoan hai chức năng này mình mong muốn bán được với giá 450k nha mọi người. Một cây Edman khoan hai chức năng, full chức năng ha. Rồi tiếp theo một thằng này mới hơn kia, thằng này mới hơn kia, đẹp hơn kia ha. Manlet Kobo, anh em của thằng Edman ha. Rồi em này có 500W nha mọi người, cái mã của nó là DOD MOD 500L ha, 500L. Rồi em là đầu này là 13 ly autolock nha anh em, đầu 13 ly autolock ha. Em này là 100V 500W ha. Rồi từ 0 tới 2500 phút ha, đương nhiên là có detox rồi. Đầu autolock 13 ly nè ha. Rồi xong. Rồi xong nha, em xem ngoại hình đi anh em. Còn khá mới ha. Khá đẹp tem nè, không? Màu còn khá đẹp. Đó. Đây có điều tóc coi trên cò nha anh em, có điều tóc trên cò ha. Rồi. Rồi giờ mình test máy thử với anh em nghe nha ha. Cộng xuống rồi đảo chiều rồi đổi khoan rồi giảm tốc độ xuống coi. Giảm quá luôn rồi. Rồi tăng lên nha mọi người, tăng lên.
rồi tăng nó nữa nha người, tăng miếng nữa nha. Có điều tốt là đem thích phải không? Rồi xong. Em số 19 này mình mong muốn bán với giá 550k nha anh em. 550k. Rồi, em số 20 của mình có gì? Cũng một cái khoang bê tông Maytan ha. Một khoang bê tông Maytan. Em này khá nặng, cái này là dành cho thợ thầy anh em ơi. Dây zin ha, dây zin, dây lớn dây zin anh em. Rồi ghim điện cách thử coi. Đọc thông số rồi chưa gì test rồi ha. Là chưa đọc thông số rồi chưa gì test rồi. Đây. Em này là Maytan, mã của nó là 8406 nha anh em. 100V. Nó là 760W nha mọi người. Thằng này có điều tốc nha anh em. Thằng này cũng có điều tốc nha. Từ 0 tới 1500 ha. Đó. 760W. Rồi xong. Kim điện. Anh em coi hình trước đi nè. Em này thì còn 60%, 40% bụi bãi. Mình mong muốn bán được với giá 550k nha anh em. Đây còn cao su nè. Cao su để che chắn bớt bụi anh em ha. Đó. Hai chức năng nằm đây ha. Rồi giờ test máy thử nha anh em. Điều tốc nha anh em. Điều tốc nha anh em. Rồi mình đổi chức năng nha anh em. Đổi chức năng. Rồi. Điều tốc ngọt ngào nha anh em. Rồi. Ngoại hình em Maytan này là còn được 60% nha anh em, 40% bụi bãi ha. Anh em thợ đâu về giờ dớp cái này anh em ơi. Cái này thấy có vẻ ngon á ha. Tiếng mạnh mẽ. Rồi tiếp theo của mình có 4 em mini. À 4 em mini. Đây, em thứ nhất 21. 21 này em này tên gì? Em này hiệu gì? Em này là em này thì cái thương hiệu này chữ là BG mà nè mọi người, nhưng thật sự là Martin USA nha mọi người. Đây là một con khoan mini của Mỹ ha, của Mỹ. À em này là 100V, 230W nha mọi người. Đó, 230W. Đó, mini nhỏ nhuyễn. Đó, của Mỹ nha anh em. Nhìn cái tay cầm cái này không được anh em, bự à. Đúng là Mỹ ha, cao to. Không đầu lực lưỡng đó, đầu 6 ly nha anh em. Đó. Đầu mở 6 ly ha, măng đen ha. Rồi giờ ghi điện cách thử em này sao nha. Em này mình mong muốn bán được cái giá 320.000 nha mọi người. Về khoan mini rồi khoan gỗ phân sắt mini rồi ha. Tắc kê diễn nhuyễn rồi hoặc là tháo ra đánh bóng rồi anh em. Mua đồ đánh bóng về đánh ha. Đó. Thay vì mày khuôn thì ông lấy mày khuôn lấy này cũng được vậy. 2-3 công dụng hơn đúng không? Rồi ghim điện test thử em này coi em này nghe sao mạnh đó anh em. Em này nội cái body đó nhìn là đúng là của Mỹ anh em ha. Những body đó nhìn cái form em đi, cái tay cầm nha mọi người. Đúng là cao to lực lưỡng à, đúng là Mỹ à. Rồi. Cái thứ nhất mình mong muốn bán được với giá 320k nha anh em. Cái thứ hai đầu không chưa chùi. Đó. Cái này bữa bán cái rồi, hôm nay ba làm thêm cái nữa. Maytan, mã nó 6501. Nó là 4 4.500 vòng trên phút nha anh em.
230W không? 230W. Em này tem nhôm còn nha mọi người. Em này còn 60%, 40% bụi bẫy. Đầu thì cũng chưa chùi rửa nha mọi người. Mà không kẹt ha. Không kẹt. Rồi giờ ghim điện cái thử. Em này zin nha anh em. Zin. Rồi ghim điện cách thử. À, mạnh mẽ. À, cây này vừa toàn lòng bàn tay này mọi người ha. Em này thì không có điều tốc, không có gì hết ha. Đó chỉ là một chiếc năng thang thôi. Cái đầu măng ranh này là đầu 6.5mm nha anh em. Xong, cây thứ hai Mai Tan này mình mong muốn đã bán được giá 320 nha mọi người. 320 cho một cây khoan mini ha, cây khoan mini. Rồi tiếp theo cũng một cái khoan mini nữa. Đây. Một cái khoan mini màu trắng trong ha, trắng. Này của Mỹ nha anh em. Đó, này của Mỹ. À, anh em ra rồi. À, 3.8 inch nè mọi người. Đó, cái tên này mình đọc không được rồi. Ít chữ thì đọc được, còn tên này đọc được, bi đọc bi. Variable speed drill. Rồi, variable speed drill. Vậy đi, nghe cũng được. 100V ha. 100V, 260W ha. Từ 0 tới 900 vòng ha. Và có nghĩa này có điều tốt nha anh em, của Mỹ, Rockwell, à, một thương hiệu quen thuộc. Đó. Một thương hiệu quen thuộc. Rồi ghim điện cách thử. Của Mỹ, nãy Nhật rồi Mỹ rồi qua Nhật vừa giờ quay được cho liền về Mỹ. Tiếp tục quay được cho về Mỹ. Ở Mỹ này sao? Rồi, vì lý do kỹ thuật nha mọi người. Nên có giai đoạn trong gì đó. Giờ bắt đầu mình tập trung lại chuyên môn nha anh em. Đó. Con này nãy Tết nghe im anh em ha. Đó giờ anh em coi ngoại hình đi. Đó. 1976 anh em, trời ơi, giờ mình mới thấy cái lá cờ 1976 này anh em. Đáng để anh em sưu tầm anh em. 1976. Sau ngày giải phóng 1 năm. Trời ơi. Sau ngày giải phóng 1 năm anh em ơi. Mình không thấy luôn á. Đó. Rồi thôi xong nha anh em. Nhớ về kỷ niệm chút đưa ha. Nhớ về cái thời bao cấp cho anh em ha. Bò bánh mì rồi á, nhớ không? Bò bánh mì tổ đó, nhớ anh em ha. Rồi xong thôi, giờ thông qua đi anh em ha. Nhớ rồi, giờ thông qua đi anh em ha. Rồi xong, lên đường, rút dây. Tiếp đến là nãy Mỹ rồi, giờ thì quay lại Nhật nha anh em. Mình chơi ô tô rồi bật kia đó. Nhật rồi Mỹ ha. Bốn cái đó. Em này chức năng giống như em kia, mấy em kia, ba em kia. Đó, chỉ một chức năng khoan ha. Rồi giờ đọc thông số thôi. Hitachi, mã của nó là D6SH ha. D6SH. Rồi. Nó là 100V, 240W nha mọi người. Này chơi Made in China mọi người. À China mà Hitachi xuất Nhật nha anh em. Đó, mẫu mã em như khẩu súng vậy đó ha. Gọn trong lòng bàn tay. Rồi, kim. Ghim điện cách thử. Em này có màu xanh quân đội. Còn 70% nha anh em. Đó. Em này có tiếng lầm lì lì. Đó. Tiếng em nó lầm lì lì. Nhưng mà có vẻ lực. Đó. Đầu nó cũng là USA nha anh em. Đầu nó là của USA Mỹ nha anh em. Thân của Nhật, đầu của Mỹ nha anh em. Rồi xong, em này ghê quá. Đầu của Mỹ, thân của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc, ba nước luôn. Ba nước hợp tác cho một cái khoan mini. Đáng mua, đáng xuống sát. Rồi xong. 24 mình xong. 25 mình có gì? 25 mình có một cái đe. Một đe nhớ về dĩ vãng, nhớ về nghề nghiệp. Ông già mình trước làm nghề làm dép da bà bạn.
Ông già mình trước làm dép da, làm giày da, bởi vậy mình biết may, mình may được. Còn ông nội mình là thợ may đó, còn ông ngoại mình là thợ sửa xe, nên giờ nhìn đồ nghề mình biết nó là cái gì đó. Vậy nó cũng nhờ có cái gen của ông ngoại ông nội, đâm ra giờ mình cũng biết được cái chỉnh đó. Đây là cái đè để cho mấy anh gò giày dép anh em, này nhỏ chắc của nít quá ha, đó của Nhật luôn nha anh em, của Nhật đó. Em này thì nó cũng nhẹ thôi, nó gần 2 kg thôi đó, gần 2 kg đó, cũng xấu xí không đó, nhưng cũng được vẫn là một cái đè, đúng không? Rồi về anh em chùi thì sáng thôi ha. Rồi em này mình mong muốn bán được cái giá 450k nha anh em. Số 25 mình mong muốn bán được cái giá 450k cho một cái đe thợ giày nha anh em. Rất lâu rồi không thấy nó đó, cũng rất là lâu rồi, hơn 30 năm. Vậy đi, xong rồi thêm một cái nữa cũng đáng mua nha anh em, vừa nhìn vừa thấy lúa màu là gọi điện nữa nha em, để mình mà review rồi thì coi như là review xong là anh em không mua được rồi nha. Lúa của màu là anh em mua liền nha. Cả đây rượu bì 95 ml, con tắc ngọt rồi mọi người. Mini nhỏ nhuyễn xuất hiện trước mặt mọi người, dây zin luôn nha mọi người, dây con khúc à đó, dây thì con khúc à đó. Rồi em này thì sao ngoại hình khá đẹp, còn 70% thôi, nhưng mà lạ lắm, mini nhỏ nhuyễn ha đó. Rồi quay mặt cho em coi đi, mọi người coi đi đó, coi nè mọi người đó, coi cái bộ tường đó mọi người, vừa ôm cái cổ tay anh em ha, mini nhỏ nhuyễn này, cũng này về chà lại sáng lắm nha anh em đó. Đẹp ha, tham khảo đi, để đọc thông số nha anh em. Ríu bì GCS 1500 nha anh em, mã của nó đó, 100V ha, 180W, em này 180W. Rồi xong, em này không có dấu hiệu hồ cấp đầu nha mọi người, cứng khừ, có hơi cũ. Hình như ở đây là nó có cái bát để bảo vệ cái tay này mọi người, hình như gãy anh em nha. Đây nè, đây hình như có cái bát gãy nè, nhưng mà hình như mình cầm về thấy ok hơn nữa nè đó, gọn vào tay anh em nhìn đi, gọn vào tay luôn nè ha. Rồi bây giờ ghi biện cách thử cho anh em coi nha. Đó, cái này mua về cưa gỗ nấu bánh tét rồi tết nhất, xách ra cưa gỗ nấu bánh tét rồi cũng vui nè, đúng không? Đó, vậy đi, tỉa cành tỉa chồi tỉa gì đó, tỉa cây cái gì đó, dây này hơi ngắn để sát đây đó. Đồ chơi này mình thấy mình khoái nè đó, mình là phải, mình thích là mình bảo đảm sẽ nó sẽ đi, bởi mình chơi từ nhỏ tới lớn mà bạn, mình chơi từ lúc mà nhỏ luôn á. Phải bóp thì vô chạy cho anh em thì à. Sáng thử thấy ngon lắm mà. Đây à, phải bóp vô nó chạy cho anh em nha. Đây nè, đây anh em phải bóp vô nó chạy cho anh em đó. Thang nè anh em, thang nè, thang đá chứ có gì đâu con, thang đá nó sẹt lên nè, coi là thang anh em đó. Đó, hay là mini nhỏ nhuyễn nè, rêu bị anh em đó. Coi như là phải bóp nút đen này, bóp vô rồi nó mới chạy nha, bóp không này không được nha anh em, bóp này cũng được, phải bóp hai nút nè đó. Quá gọn luôn, quá đẹp. Thấy đồ chơi là mình khoái à. Đó. Rồi, xong anh em. Rồi cây này mình
cái này mình mong muốn bán được cái giá nó hơi cao chút xíu nha anh em, hơi cao xíu 5 xị nha anh em, đó 500.000 đẹp mờ ha, đẹp 30% bụi bãi còn 70% ha, gọn rút dây con. Đo bề dày tổng thể của em nó bao nhiêu đã, tổng thể nguyên cây của nó em nó bao nhiêu, tổng thể nguyên cây của nó em nó là có 37 phân nha mọi người, 37 phân. Cái lưỡi của nó, cái lưỡi nó từ cạnh này ra là 14 phân nha anh em, 14 phân đó. Bề cao của lưỡi thì coi nó nhiêu đó, bề cao của lưỡi này là nó 6 phân rưỡi nè anh em, gần 7 phân ha, gần 7 phân. Đây ở đây là chỗ bình dầu nha anh em, châm dầu vô ha, đó châm dầu vô này tự động chảy luôn á, nãy chưa bỏ dầu chắc nó không được êm nữa ha, bỏ dầu êm nữa. Rồi cái đầu này thì nó cũng không được đẹp lắm nha anh em, đây đầu này nó cũng không được đẹp lắm nha anh em, thấy không, nó nhìn được cái nó còn hoạt động tốt đúng không, nhìn cái lưỡi đi anh em, sáng giới luôn nè, đó lưỡi đi anh em, đáng mua 500.000 không có là nhiều hết, đáng mua đúng không, tết nhất đem ra cưa gỗ nấu chưa bánh tét một đấu một lần một thôi là vui rồi, vậy đi nha anh em, thấy không. Rồi xong tan hàng 26 rồi, 27 mình có gì, 27 mình có một cặp chá đèn ha, một cặp chá đèn của thằng Toshiba. Đây cặp chá đèn này mình mong muốn bán được cái giá 400k nha anh em, đó à, nó là chịu đựng cái tốc độ đó là 300V anh em, đó này chắc sân khấu chứ không phải là gia đình đâu, không 800W 500W thì mọi người 500W 300V đó, sức chịu đựng nó là dây nó anh em, dây nó cứng khừ zin luôn nha, không nổi cảo C này không cũng đáng tiền rồi ha, cảo C nè mắt Tokyo da băng nha mọi người, ốc ác còn mới len can, không Toshiba, đây có hàng chữ Toshiba nữa mọi người, đó mã của nó là IK-505 nha anh em, đó mình có một cặp hai cái đó, đây hai cái anh em coi đi, cặp đó, về gắn đèn vô là xài cho sân khấu được anh em. Rồi coi bề dày nó nhiêu nha, coi bề dày nó nhiêu, bề dày của nó là 37 phân nha anh em. Rồi cái chá của nó là 15 phân nè, cái miệng của cái chá là 11 phân nha anh em, đó phủ bì nha, 11 phân phủ bì nha anh em, đó rồi xong còn gì nữa đâu, xong xuôi dây điện nha, dây zin anh em, dây của nó bên nó luôn nha ha, lồng lên nóng ánh luôn, con này còn 90% 10% bụi bãi Tokyo da băng, người ta Martin da băng, thằng này là Tokyo da băng nha mọi người, hai cái đều có hết anh em, xin đôi một cặp luôn. Rồi tới hàng nhìn kỹ dung nhan đi mọi người, tôi ha một cặp nha anh em, không rồi xong cái 28 mình có gì, 28 mình có gì, 28 mình có một một cái lò hấp ở đây thiếu một cái này anh em, cái này chắc mình có, cái này mình để vô thêm con cho anh em nữa nha, bây giờ đủ á, có mình nhớ có còn, bởi vì cái mũ mà thấy mình lụm để vô mũ, để riêng cho mũ đâu dám quăng vô dầu, quăng vô dầu cái là nó hư hết, bởi vậy chỉ có mình mới biết, còn con cái nó không biết. Rồi vậy đi nha anh em, cái này mà là mình vẫn còn cái cao su ở đây anh em, đó rồi xong giờ ghim điện vô con, đèn trái nha anh em, cái này đèn trái nha anh em, đó đây có tốc độ nè, có độ nóng nè, không đo đây số 4 cao quá nhỏ là đi số 3 thôi đó. Rồi xây anh không coi mọi người coi cái gì vừa bật vừa xây cho mọi người coi luôn. Đây em này là có tốc độ có 60W thôi anh em, 100V 60W ha. Đó một cái lò gì đó
chú bác nào anh em nào trong nghề biết anh em đó, nấu cao nấu gì đó, hâm nóng gì đó ha, ở trong nóng chứ ngoài đây mình rợ cũng không có sao nè anh em đó. Rồi em này đèn trái anh em ha, đèn trái ha. Rồi tắt nè, tắt đèn anh em, bật lên trái nè ha. Rồi xong, em nó tình trạng hoạt động hoàn hảo, mình sẽ thay cái, mình cứ gắn lò xo cho em đó nha mọi người. Rồi xong, coi chừng nóng nó bi. Rồi tiếp theo là mình có một em Mata này, Mata này bữa mình bán rồi nhưng mà chốt tới chút lui lúc cuộc còn nằm đây vậy đi, cũng dài món cũng hơi bực ha. Đây là con Makitan nha mọi người, mã cái nó là UB660 100V ha, 960W. Này là bố của Khủng Long Bảo Chúa, ông nội Khủng Long Bảo Chúa ha, 9600 ha. Đó kia 600 này 9600, 600 này 960, nghe khủng khiếp không. Rồi xong, em này thì cái clip trước là mình đã test rồi nha anh em, 960W. Bây giờ mình chỉ coi ngoại hình nữa thôi nha anh em. Đó, em này hình như là đây nó có cái bị cấn cá gãy cái này anh em, không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, hình như bị chỗ này thôi. Rồi đây là nó không có cái ống này, ống này mình nghĩ nó là đo luôn chứ nghĩ gì nữa, đo cho người ta biết. Đây mọi người, ống này của nó là ống 7 phân nè, 6 phân mấy 7 phân nè mọi người ha, ống 42 hay gì đó ha, 80 gì đó ha. Rồi thay ống này vô là ok nè ha. Đó này, cái clip trước mình đã test thử rồi nha anh em, bung nóc luôn á. Rồi coi còn dưới đi anh em, đó nhìn rất là quậu ha. Cái này là 960W này chỉ có cơ sở thôi, chứ còn gia đình thì cũng được luôn. Vâng, nguy hiểm. Đó, rất nguy hiểm, đừng chẻ vô người, bay người luôn á, như vậy đó. Rồi xong, cái này cơn lốc, cơn này không phải là cơn lốc nữa, cái này gọi là sóng thần nha anh em. Sóng thần Makitan nha anh em, đúng rồi đó. Sóng thần Makitan 960W nha anh em. Vậy đi, sóng thần Makitan trở lại. Xong, tán hàng. Và một em cuối cùng. Hoa hậu thành Bách Đa, Hoa hậu Sài Gòn. Đây. Đọc tên đi. Cát Chơ. Đúng. Cát Chơ. Cát Chơ là một trong những thương hiệu của nước nào Bi? Của Đức ạ. Hình như là của Ý con. À, của Đức đúng rồi. Của Đức con. Hay quá. Tao tưởng Ý mà tưởng Đức ha. Đức thì nhớ tới ai? Nhớ thủ môn Olympic liền, thằng mặt xấu quắc luôn. Đó, nhìn chụp hay. Rồi giờ nói tới em này đi nha mọi người. Em này mình mong muốn bán nó với giá là 1.700.000 nha mọi người. Đó, cho một em xịt rửa cao áp ha. Cao áp. Đó, coi như là cái này nó cắm chẻ vô người nè. Nó cắm chẻ vô người nè, chẻ vô thu vật nè, chẻ vô điện nè ha. Đó, đây có dấu hiệu cắm nha anh em. Đó, thằng này là của Đức, bẹt bên này dây zin nha anh em. Đặc biệt 1.750.000 là không phải là chỉ là một cái máy nha anh em, và có một cây súng đi theo nha anh em. Cây súng của zin nó đi theo luôn nha anh em. Coi như là nó chịu được cái tốc độ, là 18 MPa nha mọi người. Nó chịu tới tốc độ là 163, mà thường thường cái này chỉ có 83 thôi, mà cái súng nó chịu được 183 là chịu sức chịu đựng của nó gấp đôi nha mọi người. Đó, còn cái không khí mà nóng là chịu được 60 độ với anh em. Ồ, ghê không, dữ thiệt. Đặc biệt cái súng này nó có cái hay nữa, mình xịt rồi mình thấy mình biết là cái bóp đầu tiên thì tia nó sẽ quét dòng rửa sạch không, và khi mình tắt mình bóp cái thứ hai thì tia nó sẽ chĩa thẳng nha anh em, xịt thẳng mạnh.
còn cái rồi bắt đầu cái mình tắt thì khi mình bật lên nó sẽ nó tia nó sẽ xoay vòng anh em, rất là hay, cái này em thấy rất là hay đó. Dây zin nó luôn anh em, dây zin luôn đó. Giờ lại để em đọc thông số cho anh em nghe, đọc thông số xong rồi mình sẵn nó ra test luôn cho anh em coi cái này, tại có một cái làm luôn thấy không đó. Mã nó K230 nha anh em, K230. Rồi thông số của thực nó nằm đây nè mọi người. Rồi để em đọc đây dây zin anh em. Đó. Thông số kỹ thuật của nó nè. Nó là 100V 10 13A. Đó. Nó là 7 MPa. Max của nó là 9 MPa, thấy không? Nó dung lượng nước của nó là 4 lít 7 trên 1 phút. Là ít nước anh em, ít nước, không hao nước. Đó. Máy lạnh nó là đã 3 lít rưỡi trên 1 phút rồi. Thì cái này mà nước nó mạnh vậy mà có 4 lít 7 là rất ok anh em. Không hao nước ha. Không hao nước. Đó, công lực mạnh. 13A là trên 130W rồi mọi người. 13A thấy không? Rồi các em này sao? Mười ba ngày là 130W hay là 1300W nè. Cái này nó cũng hơi rối chút xíu ha. Đây là anh em coi nè, coi nè, đó, mắt in vẹt bên này nha anh em, mắt in vẹt bên này nha anh em, đó, con này nước rất là mạnh, rất là đã luôn. Có 4 lít 7 lít nước trên một phút, nước ít nhưng mà áp lực rất mạnh. Tia đầu anh em biết không, nó bắn xoáy vòng này nè, rồi bắt đầu mình tắt, mình buông súng ra bóp cò lại thì nó bắn tia thẳng, rất là hay ha. Súng riêng thay nó, dây nhợ riêng thay nó luôn nha anh em. Rồi cây này mình mong muốn mình bán được cái giá 1,7 triệu nha anh em. Đó, 1,7 triệu cho anh em này về xịt gì cũng được đó, xịt giữa xe ở nhà xịt rất sướng. Rồi nha mọi người. Rồi nếu mà ai mà chốt cái máy này thì Zalo mình sẽ test máy cho anh em coi nha anh em. Và bây giờ Quý Bảo chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người đến sau.